Mình trong series video của mình thì ngày hôm nay mình vẫn sẽ tiếp tục làm những video thật là đẹp và tuyệt vời để gửi tặng đến các bạn. Và mình mong rằng các bạn vẫn luôn ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh. Những cái việc nhỏ nhoi của các bạn đấy nó lại là động lực để mình tiếp tục phát triển kênh YouTube của mình. Và mình rất cảm ơn các bạn. Bây giờ mà các bạn theo dõi quá trình mình tạo ra video. Bây giờ mình sẽ bắt đầu tô màu cho mọi người. Mình sẽ tô mặt trăng trước này. Trăng nó sẽ tính mặt trăng một tính chú cuội. Thuốc. Cái thuốc thần chữa bách bệnh. Bây giờ mình sẽ tô con trâu cho mọi người. Bây giờ mình sẽ tô con cún đang ngậm cái quả bí ngô cho mọi người. Bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây nha mọi người. Tạm biệt mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Trong series video của mình thì ngày hôm nay mình vẫn sẽ tiếp tục làm những video thật là đẹp và tuyệt vời để gửi tặng đến các bạn.
và mình mong rằng các bạn vẫn luôn ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh. Những cái việc nhỏ nhoi của các bạn đấy, nó lại là động lực để mình tiếp tục phát triển kênh YouTube của mình. Và mình rất cảm ơn các bạn. Bây giờ mời các bạn cùng theo dõi quá trình mình tạo ra video. Bây giờ mình sẽ bắt đầu tô màu cho mọi người. Bây giờ tô con bướm cho mọi người nhé. Butterfly. Bây giờ mình sẽ tô con sóc nha mọi người. Đây là con hải ly mới đúng, không phải sóc. Tôi ăn rán cho mọi người nhé. Rán là một loại bọ cực kỳ ghét. Chúng ta sống bên nửa ẩm ướt, bỏ lúc nhúc sống theo bầy đàn. Nhưng mà chúng là bọn rán này sẽ thể sinh sản vô tính cho mọi người. Tức là nghĩa là chúng chỉ cần một con đực hoặc là một con cái riêng lẻ, chúng nó có thể sinh sản hàng nghìn đứa. Mình rất ghét mấy con rán. Bọn này có thể sống đến khi chúng nó có thể kháng phóng được phóng xạ đấy mọi người. Chúng ta tiến hóa chậm đi thì con này có thể thống trị thế giới, kháng nó phóng xạ đấy mọi người nha. Bướm này là bướm đen nha mọi người. Bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây nha mọi người.